Em chào tất cả các anh chị em nhé. Rồi, hôm nay em chia sẻ tiếp một món dễ thương còn rất đẹp. Đây là con iPhone 6 Plus nha. iPhone 6 Plus. Rồi, trong cái bộ nó có sạc dây. Em quay vào chi tiết luôn nhé. Đây, anh chị em nào mà lấy cái bộ này á, anh chị em nào lấy cái bộ này là em tặng kèm cho cái ốp lưng luôn nha. Ốp lưng luôn. Thì trong cái bộ này nó không có tai nghe. Em lấy cái tai nghe của dòng Lenovo ha. Cái tai nghe này là nghe nó chất lượng hơn cả cái tai nghe zin của nó luôn. Âm bass trầm của nó hay lắm. Nghe cái con tai nghe này rất là phê, của Lenovo, hãng Lenovo. Rồi, trong con này nó là iPhone 6 Plus, em mở ra cho xem luôn nha. Đây, phiên bản này là có nghĩa là cái con này là còn cực kỳ đẹp luôn. Đó, đẹp trên 90%. Đó, bóng loáng này em tắt này các bạn để nha. Đó, các bạn thấy là nó rất là đẹp ha. Nó không có một cái vết xước, vết chảy. Nói chung thì nó cũng có một cái vài chi tiết nhỏ theo năm tháng thôi, nhưng mà thật sự là không có đáng kể vì nó còn đẹp lắm. Đó, thì ở đây cái con này á thì nó hơn những cái con khác. Cái tỷ lệ mà kiếm được những cái con mà nó còn zin như thế này á thì rất là khó nha. Đó. À, anh chị em mình ví dụ như mua ở ngoài á thì các cửa hàng người ta bán á thì đa phần nó là những cái máy dựng lại hoặc là máy trôi nổi Trung Quốc nhập qua Lào, Campuchia, hoặc là nói nôm na là máy máy bay đó, máy nó bay trên các thương trường nó lấy về đó. Thì những cái máy đó thì các bác hiểu một điều là iPhone là một cái hãng quốc tế, nó rất bảo mật rất là cao. Đó, cái chỗ cái túp này họ hay có cái tên gọi là nó viết tắt, nó bán nó viết tắt chữ MVT là MVT là mất vân tay. Thì những cái máy mất vân tay tại sao về Việt Nam vẫn xài được? Vì nó sẽ thay cái bo, nó thay cái túp này. Thì những cái máy đó sẽ không có lên phiên bản được. Thí dụ như cái Android, bên Android thì nó lên phiên bản rồi, còn cái này nó iOS thì nó không lên phiên bản được. Thành ra là chỉ xài hạn chế trong một cái phạm vi nào đó thôi, không còn cái gốc nữa. Đây, thì cái con này được con cái em chia sẻ lại là nó còn rất là nguyên bản đầy đủ hết. Thậm chí pin nó còn 72%. Em để nguyên zin luôn, để cái được các bác nào thích xài, muốn pin xài lâu hơn thì mình vào thế giới di động hay mình thay cục pin nó khoảng chừng trăm mấy gì đó, 150, 170 gì đó, thì mình thay cái cục pin đó mình xài cho nó lâu hơn. Còn không, pin này thì bình thường cũng xài được 1-2 ngày nếu nghe gọi bình thường đó. Còn Zalo, Facebook, YouTube gì đó thì ai lấy thì về mình đăng ký cái tài khoản của mình ha, là mình vào mình xài được tất cả luôn. Có nghĩa là nó không có dính cloud. Đó. Tất cả những cái máy mà trên thị trường mà nó mất dính cloud hoặc là camera nó sẽ mờ, nó không rõ, nó không đẹp. Đó, đây em nói ví dụ vậy. Đó. Thì camera thì nó sẽ không rõ nữa. Còn cái này camera này nó rất là rõ. Đó. Con thấy là cái camera nó rất là rõ. Đó. Quay phim các thứ, chụp hình, chụp ảnh. Con này đặc biệt cái là nếu mà mình quay video nhạc thì nó thu âm, chất âm con này nó quay phải nó là nó hay. Dòng iPhone nó phải nó công nhận, nó quay rất là hay. Rồi, thì đại khái như thế ha. Đây, em vào trong cái một phần mềm cho các bác xem ha. Đây, cài đặt. Đó, rồi. Để em vào cái mục pin ha. Đây, cái mục pin. Đó, em vào mục pin. Rồi, mình vào cái mục bảo trì nè. Tình trạng pin nè. Đó, tình trạng pin bảo trì. Đó, nó còn được 72%, tức là cái gốc của nó trong này, trong cái cài đặt này nó còn được 72% ha. Đó, thì cái 72% này thay vì mình muốn xài lâu hơn thì mình thay cục pin, còn không mình cứ để cho mình xài thôi. Đó, đại khái như thế. Rồi cái phiên bản phần mềm thì mình vào cái phần cài đặt chung. Đó, vào cái phần cài đặt chung rồi vào cái mục giới thiệu. Đây, phiên bản phần mềm của nó là phiên bản mới nhất em cập nhật. Em cập nhật lên sẵn luôn nè. Đây, cái bản là 15.7.1 ha. Đó, thì những cái máy dựng sẽ không lên được nha. Đó, những cái máy dựng lại, những máy ta dọn lại thì nó sẽ ảnh hưởng đến dính cloud thì nó sẽ không lên được. Tại vì dính cloud thì tút này mình không có đặt được. Đó, không có đặt cái tút, không có đặt cái vân tay được. Đây, giờ em thí dụ em vào cái vân tay cho các bác xem ha. Đây. À, vào vân tay. Đây, nó vào cái mục tút ID nè, mật mã nè. Nè, đó cái vân tay nè, vào đây. Rồi, bây giờ các bác thấy cái vân tay ha.
nếu mà những cái máy dựng lại á, nó thay linh kiện để nó xài nó bẻ rách á, nó thay cái linh kiện này á, thì nó sẽ không sử dụng cái vân tay được đó, tại vì cái thay này nó sẽ không đồng bộ với cái khe ở trong cái mật mã, nó sẽ không cho làm. Còn đây mình làm được nè, đây dấu vân tay, thêm dấu vân tay đó, tay nó hỏi nè, đó nó hỏi mình, có nghĩa là mình phải đặt cái vân tay mình vào cái dấu hôm này, thì bắt đầu nó thấy là em thử cái cho bác xem ha, đó thì nó nhận nè, mình sẽ làm nhiều lần ha, mình làm nhiều lần thì nó nhận cái vân tay này đó, nó nhận vân tay, khi nó nhận đủ thì nó sẽ ok. Ở đây em làm thử cho các bác là có nghĩa là cửa nào rất sạch ha, không có vướng gì hết, ai muốn xài là lấy cái này về là xài đúng bài đúng ngon luôn đó. Thì cái phiên bản này là bản 16 GB nha, đó cái phiên bản này là phiên bản máy 16 GB dung lượng iPhone nè, đó mọi thứ đang chạy hết đây, phiên bản 16 GB nè, phiên bản 16 GB đại khái là thế. Thì máy này là xài rất là ok. Giờ này em thoát cái này ra, đây, nó rất là mượt ha. Đó. Rồi các bác nào mà lấy về thì xài, mình đăng ký cái App Store ha. Mình đăng ký tài khoản của mình vào Gmail các thứ hay nọ, thì mình vào App Store mình tải về ha. Facebook, Zalo, YouTube gì đó mình xài gì mình xài. Rất là ok luôn. Đại khái là như thế. Anh thích nhất là cái cam này quay rất là còn đẹp đẽ luôn. Đó. Cái cam này rất là trong trong vắt luôn. Đó. Cái cam này nó phê lắm. Đại khái là như thế. Rồi thì cái máy này á, là nói chung là nó còn đẹp đến 92-93%. Nó rất mượt, sạch sẽ hết luôn. Đó. Em đây là em tặng cho cái tai nghe này luôn nha. Cái tai nghe này nè. Đó, tai nghe này của Lenovo, cắm vô nghe nhạc, tải YouTube cái thứ này nọ. Đây nè, ở quên đây, thí dụ như mình đây, mở ra. Em chưa bật cái wifi lên, quên xin lỗi nha, em hay bật cái wifi lên đó chứ. Đó, bật cái wifi lên, rồi thoát ra. Vô đây, nó đang nhớ wifi nhà em. Rồi, xin lỗi vô. YouTube. Đó, vô YouTube, vô bằng trình duyệt luôn. Đó, đây nói đài tình xưa nè. Âm thanh nó lớn lắm. Mở ra. Phê lắm. Nó đây là loa, cái này là cái loa của nó. Thôi đại khái mà để nó dính bản quyền. Đó thì em cho các bác thấy là như vậy ha. Nó rất là phê luôn. Rồi cái còn một cái ở đây nè, cái này là chưa bật sáng hết nha. Cái này là em chưa bật sáng hết. Đây nè, cái độ sáng nè, em sáng màn hình ra nó rực dữ lắm luôn á, rực chói chang luôn á. Nó rất là sáng, pin nó mạnh là mình cái độ sáng màn hình nó còn rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình chưa đeo đây, chỉ xài có 50% thôi. Đó, đại khái thế. Đó, nói chung là cái máy này nó hoàn hảo hết, tất cả không có bị lỗi lầm hết. Còn các bác nào mà mua xài những cái máy ở ngoài á, máy dựng lại, máy mất tút nè, mất tút, mất vân tay các cái nọ, thì máy nó về nó họ dọn lại thôi, thì nó không còn xin nguyên bản ha. Đôi khi mình xài sẽ hạn chế, giống như mình lên cái iOS mình không lên được, mình vướng này vướng nọ, hoặc là bị hư camera ha. Còn cái con này còn zin hết, thay vì em thay pin luôn cho nó lên 100%, nhưng mà làm vậy thì mất zin. Thì anh em mà lại bảo là cái máy này đã thay pin rồi thì đã để nguyên zin luôn, có nghĩa là nó đẹp đến từ lúc hồi xưa nhà máy như thế nào là nó cũng nguyên bản luôn. Tha hồ reset ha. Ở đây em để trống, em không có cài bát cái thiếu cái bát gì. Ai lấy thì về tự xài ha, tự mở bát ha, tự đặt bát đặt gì đó là coi như là hoàn toàn máy mình chính chủ, không có phải vướng víu cỡ lao click gì hết. Đó, à, đăng nhập chưa có đăng nhập gì luôn này, trắng trắng tin luôn nè. Đó. Phiên bản cỡ lao có thứ mà mình trắng tin luôn, muốn về đăng nhập thì mình đăng nhập cho thôi. Mình xài theo cái danh bạ của mình ha. Nó đầy đủ các thứ đồ chơi luôn. Thì còn cái gì để em nói luôn. Nói chung là cái máy này hoàn hảo tất cả 100%, không có gì, nó chỉ có mỗi cái pin thôi. Cái pin thì đeo 5 tháng đó thì nó ít đi. Đó, phần trăm pin nè. Đây, tình trạng bảo trì pin. Em vào tình trạng bảo trì pin. Đấy, nó còn có 72% pin thôi. Đó, thì cái dung lượng tối đa của nó sạc vô chỉ cái 72% thôi. Đó, đại khái thế. Rồi, ở đây em nói cái này. Đây, cái mã ID ha. Cái mã ID mình sẽ kiểm tra những cái máy mà nó trôi nổi trên thị trường. Đôi khi cái mã ID nó sẽ không đồng bộ với cái khai sim. Đó, nó không đồng bộ cái sim. Đây, thí dụ như em nói bây giờ thế này. Nè, lấy cái khai sim ra nè. Đây, em chỉ cho các bác nào không rành á, để biết. Đây, cái khai sim ha, mình lấy khai sim ra. Cái máy này không có sim, em để không có sợ rớt. Rồi, thì ở trong cái máy này nè, nó sẽ có cái số nhỏ lắm ha. Cái số nó in á, nó in nhỏ trong này.
mình về mình chịu khó mình đeo kính vô thì nó có cái mã IMEI ha, mã IMEI trong IMEI trong này, rồi cái mọi cái mã bản quyền của hãng đó. Rồi thì mình sẽ cái bước tiếp theo, mình biết cái số rồi ha, thì mình vào cái bàn phím đây, vào đây mình bấm sao thăng 06 thăng đó, thì nó ra cái mã IMEI này. Mã IMEI này thì nó sẽ đồng bộ với cái mã này, cái số ở trên cái IMEI của máy này nó đúng với cái số IMEI của cái khay sim này, tức là máy zin ha, máy zin khay sim theo đó, nó chỉ đơn giản thôi đó. Đây là cái mẹo, cái để mình biết được là cái khay sim này có đúng của nó không, tại vì máy trôi nổi ngoài thị trường thì đôi khi nó sẽ không khớp được cái khay sim đó là của máy khác, tại vì mỗi một cái mã này là chỉ một máy được một mã này thôi đó, mỗi máy được một cái mã đó thôi, thành ra là nó không thể nào có cái mã thứ hai được, cái khay sim thứ hai được, mỗi máy theo một mã rồi, thành ra lấy khay sim khác là cái đó là cái khay sim của máy khác, không phải của cái máy này đó. Em tua ra rồi, coi như là em giới thiệu sơ qua bên trong cái máy này nó còn đẹp như thế nào đó. Thì các bác các anh chị em mình biết rồi, cái máy này là để giá yêu thương nha, 1.300.000 đồng, 1.300.000 đồng, còn cực đẹp luôn, đẹp đến phải nói là trên 90%, 92-93% đẹp. Nó chỉ có một cái là cái pin nó còn thấp, mình thay cục pin bây giờ em đi thay cũng được, màn hình trong vắt luôn, màn hình không có bị rạn riết một cái vấn đề gì hết, máy giống như là để cất kho thôi đó. Rồi thì nó như thế này nè, cái máy này sẽ ưu tiên cho tất cả các bác lao động, các anh chị em đang chạy Grab đó, các anh chị em mình đang chạy Grab, mình lao động, hoặc là các em sinh viên ở quê vào đi học á, thì đôi khi cái kinh tế mình còn eo hẹp, mình bỏ ra một cái số tiền là 5-7 triệu để mình mua một cái máy mới thì nó rất là lãng phí. Thứ nhất là lãng phí, thứ hai nó là nếu mình tiết kiệm tiền, mình dùng cái tiền đó mình để dành, mình có thể mình làm được việc khác, mình mua được những cái món đồ khác. Ở đây mình chỉ mua cái này 1.300.000 thôi thì đã có được một cái máy rất tốt để mình sử dụng, nghe gọi, giải trí, nghe nhạc ha, cắm phone nghe nhạc, thư giãn, rồi mình chat Facebook với bạn bè hay là thư từ gì đó, Zalo, Zalo cài đầy đủ hết, không thua gì một cái máy đắt tiền. Ở thị trường họ bán những cái máy như thế này mà phiên bản quốc tế đầy đủ, vân tay, tút, cloud không dính, tất cả các thứ này nọ còn ngon như thế này, thì nó sẽ rơi vào cái giá khoảng dao động từ 2.3 triệu đến 2.6 triệu. Đó, một cái máy như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng 2.3 triệu đến 2.6 triệu mà nguyên bản nha, nguyên bản là không có bị lỗi, không có bị gì, không có phải máy dựng, máy zin nguyên zin luôn á, đó thì nó sẽ rơi vào cái khung giá đó. Ở đây em để lại giá yêu thương 1.300.000 đồng, 1.300.000 đồng ha. Đó, thì các anh chị em nào mình gần thì có thể để tin nhắn vào trong cái Zalo của em ha, tại vì ban ngày em bận rất là nhiều việc, em chạy tới chạy lui đó, thì em sẽ ưu tiên cái Zalo của cái số nào trước ha, đó thì em sẽ chờ lại số đó trước, còn nếu mà không giao dịch được thì những người thứ hai, thứ ba, thứ tư gì tiếp theo đó, em để chỉ có 1.300.000 đồng thôi, thì tùy duyên ha, người nào được thì mua đó. Các anh em chạy Grab nè, các anh em các cháu mà đi học đó, sinh viên, rồi các cô chú lớn tuổi, ví dụ như mình cần một cái máy mình nghe gọi mà mình không phải bỏ số tiền lớn thì lấy cái này rất là hợp lý luôn ạ, đầy đủ ha. Chỉ có là nó đời cũ thì mình không có hợp thiết thôi, nhưng mà máy là còn cực đẹp, pin sạc em xin lỗi, cục sạc, dây sạc, mình có cái ốc lưng cho luôn, em cho cái ốc lưng luôn mà ưu tiên đó. Nó không có cái tai nghe đó, em tặng cái tai nghe xịn luôn, cái tai nghe này là tai nghe của hãng, tuy là tai nghe dùng rồi nhưng mà nó là dây xịn, nghe rất phê nha, cắm nhạc cho nghe phê lắm, có cái nghe âm bass của nó là thôi rồi luôn, nghe cực chất đó. Tôi đi cái dòng này nghe âm bass phê lắm, Lenovo. Rồi em kính chào và chúc sức khỏe ha.